Xin chào tất cả anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị tác phẩm Cụ Di Lặc Tam Phúc được chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen anh chị nhá. Còn một Cụ Di Lặc Tam Phúc Bắc Đào, chân thì đứng lên một viên ngọc và một mũi tiền vàng, bao tiền và mũi tiền vàng. Một tác phẩm rất đẹp, chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen tuyệt vời. Anh chị coi đây, dung nhan thần thái của Cụ Di Lặc. Làm pháp một cành đào với cành lá xung xuê, cái trái đào và hoa lá xung xuê, và trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen này quý giá này, cái màu sắc này rất đẹp này thì trông tác phẩm cực kỳ nổi bật luôn chị nhá. Trời, những cành lá đào, những cái dáng của Cụ Di Lặc, trông một tác phẩm rất đẹp với chiều cao là 60, và vâng, chiều cao là 60, ngang là 45 và sâu là 35 chị nhá. Ở chiều cao 60 là tính cả kỷ, và kỷ này cao 15, chiều cao không kỷ sẽ là 45. Cụ Di Lặc Bắc Đào, rồi bây giờ Tam Phúc Bắc Đào. Đầu này của cái cây đào thì tôi gắn cái sâu tiền của một quả hồ lô, một cái hồ lô. Đây là Tam Phúc, những cây đào chị thấy đây rất đẹp luôn, chất liệu gỗ chắc đỏ đen, là cây dòng chất liệu quý giá rồi. Anh chị đam mê đồ gỗ mỹ nghệ chắc là đều biết cái dòng gỗ chắc đỏ đen này. Tam Phúc hai cái tiểu đồng ở đây, một chú ấy đang cầm cái quạt và một cái sâu tiền, rất đẹp luôn. Chú ấy đang cầm một cái giải câu đối, rất tuyệt vời luôn. Chất liệu chất đỏ đen. Và tác phẩm này em xin được báo giá, em hôm nay em xin giảm giá cho tác phẩm của Di Lặc Tam Phúc này, em xin được giảm giá. Tác phẩm này chỉ có giá em xin được báo giá là 8,5 triệu bao ship, chỉ là 8,5 triệu bao ship của tác phẩm của Di Lặc Tam Phúc chế tác chất liệu chất đỏ đen này. Còn với chiều cao rất ấn tượng, chiều cao của tác phẩm là 60, ngang tác phẩm là 45 và sâu của tác phẩm là 35 anh chị nhá, rất đẹp luôn. Đấy, anh chị coi đây, và tác phẩm này có kèm kỷ luôn, bác nào mà hữu duyên muốn rước cụ về thì sẽ kèm vào cả chiếc kỷ này. Vâng, thường sẽ với chiếc kỷ này đi kèm thì dáng của ta tượng của tác phẩm nó được tôn lên rất đẹp hơn nhiều. Anh chị thấy những cái cành hoa đào trên chất liệu gỗ chắc của những vân gỗ chắc này, anh chị đã coi rất đẹp luôn nhá. Cái màu sắc của gỗ chắc thì tuyệt vời rồi. Đấy, được nên tạc cái Cụ Di Lặc Tam Phúc thần thái đẹp tuyệt vời. Anh chị coi này, em sẽ quay nhiều góc độ anh chị coi. Anh chị quay lại nhiều góc độ anh chị mới thấy được cái độ chiều sâu tác phẩm được. Rất tuyệt vời chị nhá. Đó, em sẽ đi vòng quanh quay về tứ diện, một tác phẩm từ tứ diện luôn. Bao tiền này, còn đứng như cái bao tiền anh chị này, chân được làm rất kỹ luôn, rất tuyệt vời. 8,5 triệu bao ship cho tác phẩm của Di Lặc Tam Phúc này, rất đẹp, đứng trên mũi tiền vàng, và sẵn như chiếc kỷ rồi. Anh chị thấy những dân rất cụ bé nên hệ với em, số điện thoại 0987336 anh chị nhá. Sau em sẽ quay vào cái mặt sau của tác phẩm, em sẽ đi vòng quanh vậy. Và quay bỏ tay ra mà với cái bàn xoay nó hơi xa, nhưng tác phẩm tương đối lớn, không lớn nhưng mà nó tương đối là to. Thế mặt sau đây thì cũng có những cái hộc lũa bên dưới đế, nhưng mà cái hộc lũa này không ảnh hưởng chi nhỉ, tại vì cái tác phẩm được tư diện vào với cái mặt bên trên thì rất đẹp, cái lũa này đặt lên kỹ rồi, vậy nó mới tự nhiên. Hay nhiều anh chị chơi được lũa mà đây mình để này cho tự nhiên. Đấy, bên dưới thì có là cái những hộc lũa nhưng mà không sao, phần trên này là ok, quá đẹp rồi. Đấy, trên này quá đẹp tuyệt vời rồi, anh chị coi này, bao tiền, hai chú tiểu đồng, Cụ Di Lặc, tay thì gánh đào, tay này trên đào thì đây cành đào này có một cái sâu tiền mắc buộc từ trên cành đào xuống, rất đẹp luôn. Vâng, vào tác phẩm Cụ Di Lặc Tam Phúc trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen này em xin được báo giá là 8,5 triệu bao ship. Đây cái giá em, cái giá em giảm giá rồi mới được cái giá này, em báo giá giảm giá siêu mềm mại cho tác phẩm Cụ Di Lặc Tam Phúc này. Vâng, cao là 60, ngang là 45 và sâu là 35 anh chị nhá. Nó chỉ có giá là 8,5 triệu bao ship tác phẩm Cụ Di Lặc Tam Phúc chất liệu gỗ chắc đỏ đen đẹp tuyệt vời này. Chất liệu gỗ chắc đỏ đen là một cái dòng gỗ rất quý giá rồi, rất sang trọng khi chị hữu duyên rước cụ về, làm cho căn nhà thêm ấm áp, mọi người cụ nên xua tan mọi âu lo muộn phiền, mang lại cái vượng khí, cái không khí ấm cúng cho ngôi nhà của chúng ta. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm bên Tường Gỗ Sử Hồng.
và xin hẹn được gặp lại anh chị những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của bên em. Bên em để thường xuyên chế tác những tác phẩm rất nhiều gỗ gốc cây, bên trên rất nhiều gỗ hàng gỗ gốc cây, rất nhiều loại gỗ khác nhau. Đấy, và anh chị nào hữu duyên mà muốn sử dụng tác phẩm đẹp, hàng được ký trên chất liệu gỗ, nhiều chất liệu gỗ này, thì hãy liên hệ với Từng Gỗ Sừng Hồng, số điện thoại em 0983361889 nhé. Những tác phẩm trên chất liệu gỗ quý thì lúc nào được sắc nét và tỉ mỉ hơn, từ đó và đó những cái giá trị nó nằm ở trong những tác phẩm mà làm trong những chất gỗ quý này. Cảm ơn chị rất nhiều, hẹn gặp lại anh chị ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào chị.